Thịt bằm không ngừng tuôn ra từ trong máy. Giây tiếp theo, nó đã biến thành một món ngon thơm lừng. Cô gái chậm rãi thưởng thức, hỏi người đàn ông trước mặt, đây là thịt gì? Người đàn ông trả lời, ta thịt người. Hôm đó Noa đến siêu thị mua đồ, cô đang định mua rau, thì một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở quầy hàng. Hắn ta cố gắng bắt chuyện với Noa, còn mời cô đến bà uống vài ly. Khi nói chuyện, Noa phát hiện cái tên đẹp trai Steve này vô cùng trưởng thành và ga lăng. Noa hơi rung động, hai người nhanh chóng yêu nhau. Steve đối xử với cô rất tốt, ví dụ như, tuy anh ta là một người theo chủ nghĩa ăn chay, nhưng sẽ gọi bít tết riêng cho cô ấy. Nhìn cách cô nhai nuốt nhiều như vậy, anh ta cũng nở nụ cười hạnh phúc. Anh ta cùng uống rượu cùng Noa rồi nói chuyện nhân sinh. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người khiêu vũ. 20 năm cuộc đời, Noa chưa từng gặp người đàn ông nào phù hợp như vậy. Rõ ràng Steve rất thích cô, anh ta nói muốn đưa cô về nhà ra mắt. Noa tất nhiên cũng đồng ý, lập tức thu dọn hành lý, ngồi lên xe của Steve. Trên đường đi họ nói chuyện vui vẻ, chiếc xe đi đến gần nơi không có sóng. Cuối cùng trước mắt Noa là một biệt thự sang chảnh siêu to. Nhà của Steve được trang trí vô cùng phong cách, chỗ nào cũng là tranh quý rượu quý. Lúc này Noa mới biết, bản thân mình lại tìm được một người đàn ông độc thân hoàng kim. Steve tự tay rót rượu cho Noa, Noa nhâm nhi một ngụm. Steve nhìn cô một cách thâm tình, nhưng giây tiếp theo, Noa lẳng lặng ngã xuống. Đến khi tỉnh lại, Noa đã bị nhốt dưới hầm. Nhìn dây xích trên tay Noa không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Còn Steve thì, anh ta uống rượu nhìn cô từ phía trên cao. Sự sợ hãi khiến Noa khóc thét lên. Cô tưởng Steve định xâm phạm mình. Lần này Steve lại bị chọc cười. Tôi muốn bán thịt của em đi, có người trả nhiều tiền để tôi bán, bao gồm tóc và các thứ kỳ lạ khác. Steve nói với Noa, một số người giàu thích ăn thịt người, thịt càng tươi càng tốt. Thế nên trong thời gian ngắn cô sẽ không chết, mà sẽ chết từ từ. Vừa nói xong, Noa khóc càng dữ hơn. Rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì mà lại gặp phải tên cha nam biến thái này? Cô đứng lên phản kháng. Steve dễ dàng kiểm soát cô. Trước sức lực của một người đàn ông thì sức của Noa hoàn toàn không đáng nhắc đến. Việc bây giờ cô có thể làm chỉ là ép bản thân mình phải bình tĩnh. Trong khi bị nuốt lại, Noa phát hiện mình không phải là người bị hại duy nhất. Ngay phòng bên cạnh cô cũng có một cô gái khác, cô ấy cũng bị Steve lừa, nhưng lúc này cô ấy đã mất đi một chân. Hai cô gái an ủi cổ vũ lẫn nhau, quyết định phải thoát ra ngoài. Mấy hôm sau Steve lại đến tìm Noa, cô đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cô bảo đảm mình sẽ ngoan ngoãn và muốn được tắm rửa. Mỹ nhân kế như vậy quả nhiên hiệu quả. Steve lập tức mở trói cho Noa rồi đưa cô đến nhà tắm. Kết quả vừa mới đi được một nửa, cô gái hư. Lần tiếp theo tỉnh lại, Noa đã nằm trên bàn phẫu thuật. Cho cô thuốc mê để cô đỡ đau nhé. Anh đang làm gì? Tôi định cắt mông của cô đấy. Noa không cam tâm, cô muốn phản kháng. Sau đó Steve hạ dao. Vậy là mông của Noa mất rồi. Cô gái này đang nằm trên đất lật mở một quyển sách, 10 cách để có được đàn ông. Cô định dựa vào quyển sách này để chiến đấu với tên bạn trai biến thái thích ăn thịt người. Anh ta nhốt cô ấy lại, còn cắt mất mông của cô. Thế nên giờ cô chỉ có thể bò, nghĩ đủ mọi cách để tìm đường sống cho mình. Nhưng chuyện này không phải một sớm một chiều, phải có tuần tự mới được. Đầu tiên Noa hỏi Steve, thịt người rốt cuộc có mùi vị gì? Chỉ cần nấu chín là được, đó là mùi vị tuyệt vời nhất thế gian. Ừm, như vậy đấy. Noa hỏi xong thì không nhắc đến chuyện này nữa. Chiêu lạt mềm buộc chặt này khá có hiệu quả, phút chốc đã khiến Steve thấy ngứa ngáy trong lòng. Anh ta lập tức đến tủ lạnh, cắt một miếng thịt rồi bắt đầu nấu nướng. Rất nhanh một bữa ăn đã hoàn thành. Steve bày ra đĩa mang đến trước mặt Noa, đưa cho cô một món khai vị trước. Cách bày đĩa này nhìn không khác gì đầu bếp ở nhà hàng 5 sao cả. Chỉ có điều nguyên liệu được làm từ thịt người thôi. Steve nói với Noa, anh ta bắt đầu ăn thịt người từ năm 18 tuổi. Tuy rất biến thái nhưng anh ta rất thích. Sau đó anh ta phát hiện rất nhiều người có tiền cũng có sở thích này. Vậy là anh ta bắt đầu làm nhà cung ứng. Vì thịt của anh cung cấp rất tươi, còn gửi kèm cả đồ của người bị hại. Thế nên anh ta rất có tiếng tăm trong giới này. Tôi mê cái mùi vị đó. Anh chỉ ăn thịt con gái ư? Đúng, tại sao? Vì yêu cầu thị trường. Hóa ra từ xưa đến nay, người bị hại đều là phái nữ. Noa cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng cô kiềm chế được. Cô cầm dao nĩa lên, nuốt một miếng thịt xay đầu tiên. Cô cẩn thận nhấm nháp, trông có vẻ rất là hưởng thụ. Sau bữa ăn này, ánh mắt Steve nhìn cô đã thêm vài phần thưởng thức. Chiêu đánh vào sở thích này vô cùng có hiệu quả. Chỉ có điều sau khi trở lại hầm, Noa lập tức nôn kịch liệt. Rất nhanh Steve lại mời cô ăn bữa tối dưới ánh đèn. Lần này Noa tô son, cô đổi một chiếc váy dài hồng nhạt. Hai người nói chuyện vui vẻ trên bàn ăn, như thể vẫn là cặp tình nhân ngọt ngào trước kia. Steve rất vui, anh ta càng thêm thưởng thức Noa. Anh ta đẩy bức tường sau tranh, một cái tủ ngăn hiện ra, trên đó đều là di vật của người bị hại. Cuộc đời của họ thế nào không có ai biết được. Sau khi bị giết, cũng chỉ còn lại một cái ngăn tủ nhỏ này. Noa còn chưa kịp thương cảm, cô lại phát hiện một cái điện thoại trong góc, mà cái vỏ ốp ấy không phải chính là của bạn thân Molly của cô ư? Phút chốc Noa tê dại, cô giả vờ chấn định quay lại bàn ăn. Hóa ra toàn bộ quá trình Noa quen biết Steve, cô đều từng nói với Molly. Molly bảo cô đừng dễ dàng tin đàn ông, nhưng Noa không nghe, thế nên mới có kết cục bi thảm như hiện tại. Sau khi Noa mất tích, Molly không cách nào liên lạc được với cô. Vậy là cô ấy bắt đầu điều tra Steve. Hóa ra Steve là người đã có vợ, hơn nữa còn có hai đứa con trai đáng yêu.
Nghĩ đến bản thân mình đang bị lừa, cô lập tức tìm đến nhà Steve. Người đón tiếp Molly là vợ Steve, nhưng rõ ràng cô ấy không hề tin lời Molly, còn đứng dậy đuổi khách. Đúng lúc này Steve quay trở về. Anh là Steve à? Không, tôi là Frank. Steve muốn đuổi Molly đi. Molly nửa tin nửa ngờ. Cô lấy điện thoại gọi cho Noah. Ô, là cô à? Molly phải không? Cô thật sự không nên làm vậy. Hóa ra vợ của Steve cũng là người bị hại. Cô ấy bị Steve cắt đi một bên đùi. Chỉ là cuối cùng cô ấy lại yêu tên sát nhân biến thái này, còn sinh cho anh ta hai đứa con. Hơn nữa cô ấy đã sớm từ người bị hại mà trở thành đồng bọn của Steve. Cô gái ăn một miếng thịt, cô chậm chậm nhai nuốt. Miếng thịt này ăn vô cùng thơm ngon, bởi vì nó là thịt được cắt sống ra trên ngực bạn thân cô. Ăn xong thịt, hai người khiêu vũ, họ cứ nhảy rồi nhảy đến trên giường. 10 cách thu hút đàn ông quả nhiên có hiệu quả. Thấy ánh mắt của Steve vô cùng ngọt ngào, cứ như không phải ăn thịt Noah, mà là tim của cô ấy. Con đàn bà đáng ghét, cả quá trình này phải gọi là vừa ác vừa chuẩn, ai nhìn cũng bõ tức. Noah chói Steve vào trong phòng, hắn ta nhịn đau mà cố gắng gào lên, con đàn bà này tao phải cắt hầu mày. Noah quay lại tầng hầm, mở còng tay cho bạn thân. Hai người ôm theo một cô gái bị lừa khác điên cuồng chạy trốn. Steve chạy ra khỏi cửa đến phòng khách. Molly cầm cái búa lên, đập một nhát, cô ấy vẫn chưa hết hận. Molly ôm ngực, cô đạp thêm một nhát. Ba người chạy điên cuồng về phía rừng, nhưng Steve vẫn chưa chết, anh ta cầm súng không ngừng đuổi theo. Tên khốn nạn. Ba người liên tiếp ra đòn đánh hắn, cuối cùng Noah cầm súng lên bình tĩnh lại. Nào, cười một cái cho tao. Lúc này vợ của Steve về đến nhà, cô ta thấy vết máu trên đất cũng đi theo. Noah tìm được điện thoại của mình, vừa định báo cảnh sát thì bà vợ Steve đã xuất hiện sau lưng cô. Cô ta khóc nói mình bị ép, xin Noah tha thứ cho mình. Nhưng mà giây tiếp theo, cô ta đanh mặt bóp cổ Noah. Noah không thể hô hấp, Noah lấy một chiếc chìa khóa ra, chọc vào cổ đối phương. Không ngờ con người này quá nhiều máu, cô ta đứng lên tiếp tục bóp cổ Noah. Đón Tết Hổ Vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9k, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm. Nhận ngay 15k khi follow shop với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi. Cứ mua đi, ngại chi về giá.